Chào chương trình, chào anh Quyền Linh và chị Lê Lộc và quý vị khán giả. Tôi tên là Trần Thị Kim, năm nay 48 tuổi. Tôi ở xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Dạ, xin mời chị ạ. Em chào chị Lê Lộc. Chào quý vị khán giả đang xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Em tên là Lê Thị Cẩm Vân, năm nay em 26 tuổi. Hiện em là nội trợ ở nhà và buôn bán trong gia đình. Em cũng ở Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Ủa, như anh thấy em quen lắm rồi nha. Gặp ở đâu hả chú? Hình như chú là Mai đúng không? Bạn muốn hẹn hò đúng không? Cũng tham gia bạn muốn hẹn hò. Trời ơi, đúng rồi. Đây, chồng con là cái anh mập tròn tròn, cao đúng không? Dạ. Ẩm ở trên sân khấu luôn đúng không? Dạ. Trời ơi, đúng rồi. Ủa, vậy là cưới bao lâu rồi chị? Em cưới được 1 năm rồi. Em làm dâu của mẹ đã được 1 năm. Mình gặp lần đầu tiên ở đâu vậy? Dạ, lần đầu tiên là thằng Giang đi bàn muộn hẹn hò thì nó giấu trong gia đình. Đến sau khi mà phát sóng lên đài truyền hình thì nó mẹ coi mẹ xem. Thì mình xem thì mình thấy sao mà con đi nói cho mẹ hay. Thì nó giấu. Thì mà thì đầu tiên thì gặp Vân thì mình cảm thấy đầu tiên mình thích vì thấy Vân nhỏ quá. Thì 2 tuần sau thì Giang dẫn Vân về nhà chơi thì mình thì Vân ăn nói về dè dàng và mình thấy Vân ngồi nói chuyện về mình thì thấy dễ thương, mình cảm thấy là mình mến thì mình nói thôi con được rồi đó, con cứ đi tới đi mà chấp nhận. Khi chị gặp mẹ lần đầu tiên chị có ấn tượng gì không? Dạ hôm mà em gặp mẹ với ba lần đầu tiên á thì em với anh Giang là bị mắc một trận mưa. Là lúc đó là em lên Sài Gòn rồi anh Giang chở em về nhà. Hai đứa mắc mưa từ Sài Gòn về tới nhà, em nói lạnh lắm. Khi xong bước vô nhà em thấy ba mẹ em run. Em hồi hộp, em nói trời con ngại quá. Cái mẹ có nói với em một câu à, về tới nhà rồi còn ngại gì con. Là lúc đó em cảm thấy ôi mẹ dễ quá chứ đâu có khó như mấy cô trong trường nói đâu. Tại vì mấy cô nói chắc người miền ngoài khó là kiểu vậy đó. Nhưng mà em thấy mẹ, với lúc đó em thấy mẹ cũng trẻ, nó trẻ hơn so với trong hình. Nói về làm dâu thì có hợp không? Vân thiên có cãi hẳn với mình, bởi vì mình là dân miền Trung, bên Vân là dân dưới miền Tây. Thì đôi khi mình hỏi thấy Vân ăn ít thì hỏi sao con ăn ít. Thì Vân cũng dám nói là mẹ nấu không đúng cách của con ăn, Vân cũng không nói. Thì mình nghĩ suy nghĩ lại thì mình nói chắc là mình nấu hơi mặn, dân dưới miền Tây thì họ ăn hơi ngọt. Thì lần sau thì mình nói thôi chứ cho con vô bếp nấu đi, con thích ăn gì thì mẹ ăn đấy. Hai mẹ con mình khác vùng miền vậy thì khi mà mới về có khó khăn gì không chị? Dạ lúc mới về em sợ, tại vì em sợ là không có nghe kịp ba với mẹ nói. Rồi em có nói với anh Giang là anh ơi, nếu mà em ra mà gặp ba mẹ mà lỡ ba mẹ nói gì mà em không hiểu á, anh nhớ nói lại cho em nha, chứ lỡ mà em không hiểu rồi cái em im em không trả lời cái không biết ba mẹ có nghĩ gì em không nói. Có là ở Nghệ An hả? Không, ở Quảng Trị. Quảng Trị hả? Cũng dễ nghe mà. Nhưng mà khi mà cưới rồi thì cái nghề giáo viên của em sao? Dạ thì giờ nghỉ ở nhà bán ở nhà. Bỏ nghề giáo viên luôn? Dạ không phải bỏ mà kiểu khi nào mà cảm thấy có điều kiện thì mở trường tư ở nhà. Hai mẹ con mình có hay tâm sự với nhau không chị? Nói chung là biết mẹ thương rồi, cũng cảm thấy thương mẹ mà khó nói sao á, có khoảng cách. Mình là đang ở chung đúng không? Dạ, ở ba mẹ về, ba mẹ cho ở riêng, cất nhà đối diện ba mẹ luôn. Đối diện ba mẹ luôn với chị? Cũng ở chung rồi. Thì mỗi ngày mình có qua nhà ba mẹ không hay là mình ở nhà mình? Dạ, cũng thỉnh thoảng qua, còn ăn thì thường mẹ nấu cho ăn nhiều. Những cái điểm gì mà hai mẹ con hợp nhau nhất? Thì mình thấy Vân ăn nói dịu dàng rồi thì mình cũng thích. Thích thì thấy hai mẹ con nói trò chuyện với nhau thì mình nói chứ Vân cũng già ở xa xứ mà tới biệt tới quê mình lại trong xa xôi mà mình thấy Vân như vậy thì mình cũng thương. Làm đẹp có hợp với nhau không? Dạ. Mẹ chồng con si tím hơn mẹ luôn. Kiểu về cái mẹ nói thôi con đi làm tóc lại đi cho nó trẻ. Mẹ cho tiền. Đó là em đi làm tóc và nhậm tóc. Ở nhà mẹ em trước cái ngày đám cưới á là em đi nhậm tóc là hồi mẹ em với ba em la quá trời luôn.
mẹ còn trẻ mà. Nhưng mà là hai mẹ con mình có những điểm gì chưa hợp nhau mà còn e ngại không có dám bày tỏ với nhau không chị? Nhiều khi em muốn nói với mẹ cái gì á về tình cảm của mình á, em ngại. Sao không ngại? Không biết nữa. Nhiều cái con thấy con thương mẹ nhưng mà con không nói được. Có những hành động nào mà mẹ làm cho chị cảm thấy xúc động? Là những chuyện đơn giản thôi, giống như là lúc mới bán nước á, bán nước mía em cạo mía không được, kiểu cứ đụng vô là nổi da gà rồi. Mẹ qua sáng mẹ thấy không có là mẹ tự động đi làm cho em hết rồi. Hôm nay em nói đi, muốn nói gì nói với mẹ đi. Con cảm ơn mẹ. Thì ví dụ cái chị có làm được thì mẹ giúp được thì mẹ giúp thôi, có chị đâu mà ngại. Có cái gì thì dấu mình làm được thì mình làm, mình coi dấu với con gái của mình trong nhà thôi. Mình thương nó thì nó thương lại mình. Thương mẹ nhiều nhất ở cái điểm nào? Nói chung là mẹ thấy làm không được gì là mẹ làm hết rồi. Mẹ có bao giờ la mắng chị không? Dạ chưa bao giờ. Còn sai sót gì là mẹ nhắc nhở nhẹ nhàng lắm. Mẹ nói, ừ con làm cái đó vậy thôi chứ mẹ chưa bao giờ la mắng gì hết. Nhưng mà có khi nào mà chị làm phật ý cô chưa? Cũng chưa, lại trong xá quá. Mà khi ở nhà thì nó đi dài mà chưa về mình chuyện quá nghe buôn bạn mà làm cũng được, cũng giỏi, dành dành. Nói chung là mẹ con cần chia sẻ nhiều hơn, nó gần gũi nhiều hơn để đừng có ngại nữa. Mẹ thương mình vậy thì có gì đâu ngại, có gì có thể hiện hết cái tình cảm đối với mẹ thôi. Tại nhiều lúc con sợ á, con sợ nói thương mẹ nhiều rồi mẹ nói không biết là nó nịnh mình hay là nó thật lòng, con sợ vậy đó. Có không? Mẹ nói luôn đi. Không, vì mình biết tính mỗi người mà. Người nói điệu khác mà người nói thật sự là khác. Về sợ với mình một năm rồi mà. Một năm rồi có mong nó có cháu gì không? Dạ mong chứ, cũng đem đi khám chứ. Mình cũng mong cháu cho một năm trời rồi mà. Cũng đem đi khám mà bác sĩ đó nói là không có chứ hết, bình thường. Đứa chăm con, từ từ rồi nó đẻ ra cả bay nuốt ngã. Hôm nay là chị lên đây, chị có điều gì muốn nói với mẹ nữa không? Em tham gia chương trình này thì em muốn là mẹ hiểu được tình cảm của em á, là thật. Thật sự trước giờ em cảm thấy mình rất là may mắn luôn. Nhiều lúc tài tự bản thân dễ khóc á, cái cảm thấy tủi thân là cứ lủi thủi bên nhà một mình khóc. Mà có mẹ qua này kia em cũng đỡ buồn. Nhưng mà có nhiều cái chồng làm em buồn á, thì em không có dám nói với mẹ. Sao không chia sẻ với mẹ để mẹ ủng hộ mình, khuyên khích mình? Tại kiểu em dễ tha thứ lắm, cứ vậy rồi em cho qua thôi, chứ em cũng không có muốn làm phiền ba mẹ nữa. Khi nào mà dữ lắm kìa mình mới gọi tới ba mẹ, chứ bây giờ mình đã có cuộc sống riêng rồi, mình phải tự lo cho mình. Để xem chồng em nói gì nha. Vợ em thì ăn ít, giống như ăn cơm thì ba mẹ em và anh chị em ăn cơm, nhưng là ăn ba bốn chén xong rồi mà vợ mà một chén ăn chưa xong nữa. Cũng mong muốn vợ cải thiện tốt hơn, đừng để ba mẹ đợi một trong bữa cơm ăn rồi đợi. Qua chương trình thì em cũng muốn giữa mẹ và vợ cởi mở nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn. Ăn cơm ít mà kiểu chậm nữa, nên là mỗi lần ăn là ổng cứ nói. Mỗi bữa cơm là hai vợ chồng cũng có qua lại vậy đó. Kiểu chồng em thì muốn em ăn nhiều hơn. Ráng đi, mình ráng ăn nhiều vô để mình có sức khỏe, sau này còn sinh đẻ nữa ha. Chứ anh chồng anh cũng lo quá đó. Lo đó, muốn mẹ con chia sẻ cởi mở nhiều hơn. Hôm nay thì cô muốn con dâu có muốn thay đổi gì, cô nhắn nhủ với con dâu luôn đi. Cô mong muốn là dâu mình ăn cho dìa vô, rồi để cho có sức sau này mà xin cháu cho mình. Để mình bông xin cho dìa luôn. Nhiều là bao nhiêu cô? Được chân nào quỷ chân đó à? Trời ơi, rồi nuôi nổi không? Nuôi không nổi, có ông bà nội phụ. Chị có mong muốn của mẹ điều gì không? Dạ thì nói chung là
mẹ tham gia cái chương trình này là em mừng dữ lắm. Em muốn mẹ tham gia để mẹ mạnh dạn hơn á, kiểu mẹ nhát lắm, mẹ ngại lắm. Rồi em cũng muốn mẹ tham gia này để mẹ tự tin hơn trước đám đông á, tại vì em thấy mẹ đẹp. Em muốn khoe mẹ luôn á. Mẹ đẹp thiệt mà. Hôm nay lên đây thấy thoải mái không cô? Thấy thoải mái. Thoải mái mà vui mà đúng không? Thôi hai mẹ con cần chia sẻ nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và có thể lúc đó mình cởi mở nhiều hơn nữa ha. Dạ. Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn gái rất nhiều, hai mẹ con ôm nhau nào. À, hứa với mẹ gì đi, nói đi. Con hứa với mẹ là ráng năm nay kiếm cháu cho mẹ. Chứ con chỉ muốn mẹ với ba có sức khỏe để sống với tụi con thôi à. Mẹ sống chứ, sống tại 70 tuổi, 80 tuổi nữa. Ôi, nhiều nữa. Thôi hai mẹ con ôm nhau chặt nào, hôn nhau nào. Đó, đó, đẹp quá.